5 yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của Bitcoin mà nhà đầu tư cần biết. Market forces, luật thị trường được hiểu là những tác nhân phát sinh từ quan hệ tự do giữa cung và cầu ảnh hưởng đến giá của Bitcoin. Giá thường giảm khi có nhiều người bán hơn và trường hợp ngược lại xảy ra khi có nhiều người mua hơn trên thị trường tại thời điểm đó. Để tạo, lưu trữ và di chuyển BTC, cần có một mạng lưới người dùng phân tán và các giao thức mật mã. Ngoài ra, cần lưu ý rằng giá của những yếu tố nào có thể tác động đến giá Bitcoin. Theo quy luật này, động lực thị trường cung và cầu phối hợp với nhau để xác định giá và số lượng của một loại hàng hóa cụ thể. Ví dụ, nhu cầu đối với hàng hóa giảm khi giá cả tăng lên và ngược lại. Thêm vào đó, BTC phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các altcoin như Ethereum hay các meme coin như Dogecoin. Các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi nhu cầu làm đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Chi phí sản xuất Bitcoin bao gồm chi phí cơ sở hạ tầng, chi phí điện năng để khai thác và giải quyết độ khó của thuật toán, chi phí gián tiếp. Tại sao giá Bitcoin lại biến động như vậy? Sự không chắc chắn về giá trị nội tại và giá trị tương lai của BTC khiến nó trở thành một tài sản có tính biến động vô cùng mạnh. Thị trường Bitcoin khá nhỏ so với các ngành công nghiệp khác và chỉ riêng việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông có thể khiến giá của nó tăng hoặc giảm. Ví dụ, tin tức về việc Tesla sẵn sàng chấp nhận BTC sẽ đẩy giá trị của nó tăng lên hoặc ngược lại, khiến giá Bitcoin biến động mạnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá Bitcoin giảm về không? Nếu giá của BTC giảm về không, nó sẽ tác động đến các nhà giao dịch, các nhà đầu tư tổ chức, các doanh nghiệp crypto, giá của các loại tiền kỹ thuật số khác và toàn bộ hệ thống tài chính.